Chit Chit Channel. Cái piano lên trên trên nhà mẹ sóc thỏ để sóc an ninh đúng không? Đây đúng rồi. Này mọi người chờ xíu để gọi cho an ninh cho nó lên trên sảnh đỉnh này luôn. Để xuống đạt rồi xuống. Các bạn đứng đây để cho chờ chờ khoảng một phút đứng chờ xíu nha. Mình xuống đàn chứ đâu có cách nào đem cái đàn xuống đường ổng mà xuống đàn mà. Ok, vậy có xuống đàn ha. Này là ghế đây, đầy đủ luôn. À, mấy anh em kênh đàn xuống này, vận chuyển. Đây mình đang vận chuyển đàn mọi người. Vận chuyển đàn quanh cho bên sảnh 5m2. Phụ huynh học trò đã đứng đợi. Đó, một cái đèn này 5 người kinh mới được. Cho vận chuyển rất là công phu. Đấy, cân lên luôn. Để lên xe đẩy đi. Quay lại. Ô, mẹ dọn nhà chính chưa? Mẹ dọn cái chỗ để chưa? Dễ luôn. Chờ xíu nha. Để xong cái này là mình chạy qua bên kia luôn, làm luôn một cái luôn. Nó sẽ đẩy. Rồi vận chuyển đèn vào sảnh luôn để cho mát. À, chào con. Thầy Thịnh nè. Thịnh đây. Thầy đây. Vô đây đứng, qua đây đứng nè. Quên rồi. Thật ra đợi trước an ninh tới cũng cho mình đi sang này à. Cũng cho mình đi sang sang chính này luôn. Rồi, cẩn thận. Lách vô được cái vô mà. Rồi. Không,
Rồi mấy con đi qua thang này đi. Ok. Rồi lên vô luôn. Được. Thôi chắc không đủ rồi, cứ lên đi. Rồi nặng quá. Rồi lên sau nha, lên sang bên kia nhé. Có bị trải nghiệm không? Đợt trước cái đèn kia to hơn, quyết định đi đi hai ngày được hết đấy. Cái đèn nhỏ gọn tốt lắm. Rồi tiếp sau là mấy anh em mình đi qua bên thủ đất luôn. Đúng rồi. Anh biết được qua đó chưa? Được. Ok rồi. Đó phải lên cái cây hai tầng. Mình trốn bảy cây 18 lầu đó. Trong khu đó luôn đi, trong khu đó, được 4 mét. À, tầng mấy anh? Tầng 20 à? Bay lên đi. Này mày qua có bố nhà của phụ. Cái đàn này được dùng, nếu mà bình thường là dùng bền lắm luôn này. À, chắc là nó dùng đến khi mà xuất thỏ lớn luôn, lấy vợ lấy chồng luôn, còn hơi không ăn. Bản thân nó đã là lâu rồi đúng không? Đúng rồi, mấy cái đàn này tốt lắm anh, lâu lắm à. Rồi, vận chuyển đàn lên luôn rồi. Rồi, bên đâu bố, bên đi trước. Rồi. Rồi đồng cẩn thận cứ từ từ. Cái số mấy bố? Để đâu rồi? Ra đây đây. Rồi. Để giữa là mình đặt sát bên này. Để hở ra đi. Để hở ra góc. Đâu mình để giữa cái mắt này hay là để góc một bên đó. Giờ bên này để giữa thì nó cân hơn. Hay để sát đi tại vì còn cái cổ cắm điện. Sát cái đồng bên kia đó không vậy? Thế cứ để thử nha anh chị. Đây quá, đây còn cái ổ điện đó. Cái bánh mồi đó. Có bánh xe đúng không? Có bánh xe. Rồi đấy. Rồi. Rồi, rồi, đẹp, đẹp, đẹp đấy. Cảm ơn con, xích ra cái chuyện chúng con. Này cái dây sưởi mua cho mẹ luôn. Đúng rồi, đèn cơ, đèn này hoàn toàn là cơ luôn, là nó không có dùng điện. Này. Rồi. Mới tinh, lấy cái này ra luôn đi. Người ta có sơn. Không có sơn đâu. Mỗi lần cái đèn này sơn rất là vất vả mẹ, nó mắc hơn là cái mới nữa. Hôm nay về là nó nguyên zin nó vậy luôn chứ sơn là nó khó khăn hơn là mua cây mới nữa. Hôm nay nữa đây mẹ bố mẹ nhìn trong đây nè, đó đây là những phím rất là mới luôn. Đấy, khi đánh đàn mình nó gõ vào này. Đó, khi mà lên dây thì người ta sẽ lên từng cái dây này mà mẹ thấy quá chịu khóa luôn không đó, thì đó xuống dưới tiền nhiều khi mấy trăm ngàn đó, nó cũng tính ra nó cũng rẻ mà ta ba tháng một lần. Thì ở đây nó có ba cái vedan này để mẹ thử luôn cho. Cái vedan này có tác dụng gì đây? Ví dụ cái đầu tiên này thì mình nhìn trên đây luôn nè, thì nó sẽ khi mình đạp vô á,
nó ngưng, nó ngưng tiếng cái này, tiếng nó vang lên, rồi khi mình để lời nó tiếng nó không có vang nữa, đó, đó thấy à, đó, rồi cái tiếng chính giữa thì là mình sẽ khi mà vô trong nhà mình nó ồn quá thì mình đạp nó thì nó đánh nhẹ nhỏ lại, nhỏ lại, đó còn đây có thể mình gạt được này, đó gạt qua, gạt qua để cho mình hạn chế âm thanh luôn. Ba cái chỉnh này đây. Đúng rồi, mình cứ đè xuống mình gạt qua. Đấy thì nó sẽ nhỏ bớt. Thì cái miếng mình thấy cái miếng phủ này nè, nó hạ xuống mình đánh nó nhẹ. Đấy nè, thì mở ra lại nè. Thì mình mới nhìn mới thấy nè. Đó thì nó bung lên. Đó thì đánh vô. Thì đánh vô nó trực tiếp luôn. Ngã lại thì nó che lại. Cái bên đây nó sẽ là ngắt tiếng, nó không rung được. Chặn tiếng lại. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra từng phím coi thế nào. Tại vì bây giờ sóc thỏ chuẩn bị phá nè, thì mẹ cứ gạt nó qua thì nó lại nhỏ bớt. Đó nha, đây, bên đây gã luôn. À thì ta sẽ có cái micro, người ta để cái micro đây nè, nó lên cái loa lớn này. Và cẩn thận nha, cái này dập tay nè con, cẩn thận ha. Đây là cái giá để nhạc này. Đấy. Rồi khi mà để xuống thì mình cố gắng để là nhớ lên để lên chứ không mình nó bị sẽ bị kẹt lại. Để nó kẹt. Đó. Rồi. Thế thôi còn gì đâu. Rồi. Và may á nhiều cái đàn vận chuyển là nó bị tụt dây liền á, nhưng mà cái này nó không có tụt. Dây. Dạ. Đóng lại. Đó mình nha. Rồi giờ mẹ phủ lên lại ha. Không đâu, mấy cái này nó tính là cũng bằng mấy chục tuổi thôi, từ cả 30 năm. Đúng rồi, 30 năm tính lên hơn 30 năm thôi. Đúng rồi, chứ không có nào nó khác với mấy cái đàn khác là người ta kỳ công ta chuyển gì cái đàn đi thế giới vậy mà. Nó về tới đây á. Cây của thầy là 30 năm. Cây của thầy nó cũng khoảng tầm 30-35 năm thôi. Nhưng mà tại sao đàn như này nó càng lớn thì đàn đánh giá? Đúng rồi, nếu càng lâu dùng những cái đàn mới thì cái gỗ nó chưa nở ra, chỉ cho nên nó không có mùi thơm, hay là thế này, cái gỗ nó chưa nở ra, âm thanh nó sẽ gỗ nó méo lum la chứ. Còn khi một cái độ dài nó có tuổi rồi đó thì gỗ nó sẽ co lại, âm cái khí hậu nó co lại thì nó đàn sẽ hay hơn và nó bền hơn. Đấy nha. Rồi cái ghế này nữa nè, ghế này thì nó có xoay được, tăng lên này. Nó xoay thì nó sẽ cao lên. Đó, nó hay hơn cái ghế của nhà thầy là nó không có khớp, nó không có khớp nên mình cứ xoay và dặn chiều cao thôi. Cái ghế nhà thầy là nhiều khi mình đúng nó sẽ gần hơn đấy. Đấy cái này nó bị dập tay. Đấy thì lựa cái này tốt nhất là tỏ luôn. Rồi bây giờ rồi xong. Đã giao đàn cho gia đình xong rồi. Đấy. Đẹp luôn. Nhiều cây khác đẹp như này không? Nó hên xui rồi mẹ. Giống như thầy giờ mẹ so sánh thử cây này với cây của thầy nè. Thấy cây này đẹp hơn rồi đấy. Nó có một cái viền màu vàng ở đây nữa. Nó may rủi lắm, nó hên xui lắm. Nó rất là đẹp và hay là cái tiếng nó hay nữa. Đấy, bởi thấy nơi cái này được toàn diện luôn, y hệt như gường mẫu. Gường ngoài vào trong. Rồi bây giờ thôi thì chào gia đình thầy đi nha. Rồi chào mọi người. Chào. Bye bye. Chit Chit Channel. Nhớ like và subscribe cho Chit Chit Channel các bạn nhé.